Xin kính chào quý vị và các bạn. Tôi là Thạc sĩ Đỗ Thị Thủy, điều dưỡng trưởng khối ngoại trú lâm sàng. Đối với thai phụ hay sản phụ khi có xét nghiệm dương tính, thai phụ hay sản phụ sau sinh nên đến bệnh viện chuyên khoa để được bác sĩ khám, tư vấn và điều trị. Với thai phụ và sản phụ sau sinh mắc COVID-19 không triệu chứng hoặc thể nhẹ có thể điều trị tại nhà. Sau đây, tôi xin hướng dẫn quý vị và các bạn cách theo dõi, chăm sóc thai phụ mắc COVID-19 tại nhà. Thứ nhất, quý vị và các bạn cần chuẩn bị một số vật dụng như sau: khẩu trang, nước sát khuẩn tay nhanh, máy đo SpO2, nhiệt kế và nên chuẩn bị điện thoại thông minh để có thể thực hiện được các video call đối với nhân viên y tế. Thứ hai, quý vị và các bạn có thể chuẩn bị sẵn một số loại thuốc như sau: thuốc hạ sốt có hoạt chất của paracetamol, thuốc ho có thể mua dạng viên ngậm hoặc giảm ho, orezon dạng gói hoặc bột pha, vitamin, các loại vitamin như vitamin C, vitamin tổng hợp, kẽm, men vi sinh, nước muối sinh lý và dụng cụ rửa mũi hay hút mũi. Sau đây, tôi xin hướng dẫn quý vị và các bạn cách chăm sóc và theo dõi thai phụ mắc COVID-19 tại nhà. Thai phụ sốt. Sốt là khi thân nhiệt đo trên 37,5 độ C, chúng ta có thể mặc đồ mỏng, dễ thấm mồ hôi, dùng thuốc hạ sốt paracetamol hoặc có thể chườm, lau, nách, bẹn với nước ấm. Uống nhiều nước, uống orezon 2 lít nước trên một ngày, có thể thay bằng nước lọc hoặc một số các loại nước tương tự như là nước dừa hay nước hoa quả. Thai phụ ho hay đau họng. Nếu ho khan, ho ít, có thể uống siro thảo dược hoặc ngậm kẹo ngậm ho, thuốc ho từ thảo dược. Nếu ho tăng dần lên, quý vị và các bạn cần đi khám ngay để được bác sĩ tư vấn và điều trị. Bệnh viện Phụ sản Hà Nội có khám cho thai phụ nhiễm COVID-19 tại phòng 120 nhà C. Không tự ý dùng các thuốc ho, thuốc giảm ho hay thuốc long đờm khác. Theo dõi các dấu hiệu như là thở nhanh hay khó thở. Thai phụ bị chảy nước mũi, xịt mũi, nhỏ mũi bằng nước muối sinh lý, bơm, rửa mũi hàng ngày bằng dung dịch nước muối sinh lý, dùng thuốc theo đơn của bác sĩ nếu có. Thai phụ nôn hay tiêu chảy, bổ sung orezon, chú ý pha theo đúng hướng dẫn của thuốc, có thể dùng thêm men vi sinh. Không tự ý dùng các loại thuốc khác như thuốc chống nôn hoặc thuốc cầm tiêu chảy, kháng sinh khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Thai phụ bị phát ban. Phát ban có thể là dấu hiệu thông thường của nhiễm virus hoặc cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo nặng. Do vậy, quý vị và các bạn cứ đi khám ngay để được bác sĩ tư vấn, khám và điều trị. Thai phụ có các biểu hiện bất thường về sản khoa như là đau bụng, da nước, da màu âm đạo cần đi khám cấp cứu ngay. Sau đây sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cách đếm nhịp thở. Thai phụ nằm trên giường, đặt đồng hồ hoặc điện thoại bấm giờ bên cạnh, mắt nhìn đồng hồ và di động của bụng thai phụ. Bụng di động lên, xuống được tính là một nhịp thở, đếm như vậy trong vòng 1 phút và có thể đếm từ 2 đến 3 lần. Cách sử dụng máy đo SpO2 kẹp tay, xoa ấm tay và kẹp vào ngón tay trong vòng từ 2 đến 3 phút, đo ít nhất 4 lần trên ngày hoặc khi cảm thấy mệt mỏi, khó thở, nếu SpO2 nhỏ hơn hoặc bằng 96%, cần liên hệ ngay với nhân viên y tế phường hoặc đi khám cấp cứu ngay. Quý vị và các bạn cần lưu ý, sau khi nhiễm COVID-19, nhiều thai phụ, sản phụ sau sinh gặp những triệu chứng tồn tại dai dẳng, có những triệu chứng kéo dài cả tháng như mệt mỏi, khó thở, rối loạn chức năng nhận thức, gây tình trạng sương mù não như suy giảm trí nhớ hoặc mất tập trung, với các biến chứng nguy hiểm khác như đột quỵ, nhồi máu cơ tim, rối loạn giấc ngủ, lo lắng, trầm cảm. Với các thai phụ, nhất là các đối tượng từng bị nhiễm trùng ở mức độ vừa phải và mức độ nặng, có thể làm tăng nguy cơ biến chứng sản khoa như là thai chậm phát triển trong tử cung, thai lưu, chuyển dạ sớm hơn, sinh non, tiền sản giật. Vì vậy, sau khi khỏi bệnh, thai phụ cần thăm khám và chăm sóc thời kỳ hậu COVID. Bệnh viện Phụ sản Hà Nội triển khai khám hậu COVID cho các đối tượng là thai phụ hoặc sản phụ sau sinh tại đơn vị can thiệp bào thai tầng 1 nhà D, cơ sở 1, 929 La Thành, Ba Đình, Hà Nội. Bệnh viện Phụ sản Hà Nội luôn là địa chỉ tin cậy dành cho mọi gia đình.